Xin chào các em. Chắc em cũng biết có một cái chương mà nó quan trọng lắm, thi đại học là có nó liền à. Đó là cái kim loại, mà kim loại quan trọng thì mình biết rồi đó, cứ nhôm rồi sắt rồi đồng bạc kẽm gì đó. Mấy cái chương đó là mình không được bỏ. Ở trong lần gặp này thầy cố gắng giới thiệu cho em mấy cái phản ứng của sắt. Sắt tác dụng với axit loại 2. Nếu kịp mình sẽ nói thêm những cái còn lại. Thông thường kim loại tác dụng axit thì mình biết nó ra muối, ra nước, ra sản phẩm khử tại axit loại 2. Và muối phải hóa trị trên keo luôn. Chẳng hạn nếu như sắt thì hóa trị keo là sắt 3. Nếu như em cứ áp dụng hoài sắt 3 thì có thể bị sai, vì không phải lúc nào cũng sắt 3. Thì trong cái lần gặp hôm nay á, thầy sẽ giới thiệu cái vấn đề đó đó. Em còn nhớ lần gặp trước thầy có nói cái vấn đề về đồng phân á, là mình không được bỏ quên. Cho nên mở đầu của hôm nay thầy cũng cố gắng trích một cái câu có liên quan tới cái chuyện giới thiệu về đồng phân. Rồi những cái lần ôn tập tiếp theo phía sau á, thầy cũng lần lượt giới thiệu tương tự, để gần gần tới ngày thi rồi mà, cho nên mình thi chắc nó cũng dễ lắm. Cụ thể là thế này. Cái đồng phân của amin thì chuẩn bị sẵn giống như là một cái bảng công thức, em hiểu đơn giản là vậy. Cái công thức chung là CnH2n cộng 3, rồi n là nitơ. Như vậy nếu mà em thấy không, hãy 1C thì tự nhiên 5H1 nitơ, 2C thì tự nhiên 7H. Vậy thì em cần chuẩn bị từ cái 2C. 1C có một đồng phân khỏi nói ha. Như vậy thì mình cũng phân tích ra nó có bậc 1, bậc 2, mà muốn bậc 3 thì phải 3C trở lên. Vậy thì cái bậc 1 thì có một cái đồng phân này, còn bậc 2 nó có thêm cái nữa, là chắc em hiểu rồi mà. Tóm là ý muốn nói cái chỗ này hai đồng phân đó. Tương tự C3 cũng vậy. Em ghi được hai đồng phân. Nếu không biết tại sao hai thì giải thích liền. Mình mang 2C đặt lên hai cái vị trí này được hai đồng phân. Còn cái đồng phân amin bậc 2 á, thì nó có một cấu tạo thôi. Cuối cùng là bậc 3. Bậc 3 thì thầy gợi ý liền. Còn cái bậc 2 nè thì cái gì mà hóa trị 2 thì mình phải đặt ở giữa 2C. Cho nên thầy muốn minh họa tại sao bậc 2 có cái chỗ này thôi nè. Tại nó có tính đối xứng á, đặt lên liên kết này giống liên kết này. Vậy em thấy ha. Sẵn đây thầy muốn gợi ý luôn. Như vậy nếu như mà em thấy C3H8O nó cũng không bi, mình đang nói cái nhóm không bi nè. Như vậy hễ 3C rồi á thì nó có hai đồng phân chức rượu với chức ete, thì cái gì mà của nhóm amino giống y như của rượu vậy đó. Còn cái nhóm amin bậc 2 là giống y hệt như ete vậy đó. Cho nên mình thấy nhanh lắm, C3H8O có mấy đồng phân mình nói liền luôn. Rượu có hai đồng phân, còn ete có một. Ý thầy đang liên hệ, em có hiểu không? Chắc hiểu mà ha. Cho nên tổng kết là thấy nhanh lắm. Được chưa? Vậy nghĩa là mình chỉ cần chuẩn bị kỹ cái chức nào cũng được. Ví dụ mình chuẩn bị kỹ chức amin thì cái lúc mình gặp rượu anh bắt chước amin. Còn hãy anh chuẩn bị kỹ bên rượu á, gặp amin cái anh quy về rượu. Em hình dung được cái ý thầy muốn nói rồi chứ ha. Cuối cùng là bậc 3 thì lúc đó cái chức nó vậy nè, nitơ hóa trị 3 thì bắt buộc mỗi cái liên kết phải gắn C, cho nên ít nhất phải 3C mới có đồng phân amin bậc 3. Và đây đúng 3C là có một, đúng là thấy mày. Em hình dung được rồi ha. Vậy thôi giờ thầy tổng kết lại, chỗ này có bốn đồng phân. Hỏi trên này bao nhiêu nè, đã thấy rồi hai rồi. Giờ thầy xóa cái chỗ này nè. Thầy muốn nói cái chỗ này nè em. Đặc biệt nó có một cái điều dễ chịu quá em à. Sau khi vẽ đồng phân ra đàng hoàng, tức là mình phải làm như nãy giờ, cái đếm xong, cái tổng kết lại. Và sau khi tổng kết xong, cái mình nhận xét, cái tự nhiên nó có một cái quy luật thật là đặc biệt luôn. Đó là cái hiệu ứng nhân He. Cụ thể em nghe thầy tổng kết, nếu amin đơn no 1C là có một đồng phân. Vậy khi mà cái đồng đẳng kế tiếp á, là 2C á, hỏi làm gì em nói nhân 2 vô, một mà nhân 2 ra hai đồng phân. Cái 3C á, hỏi làm gì nữa cái nhân 2
Em thấy không, hai mà nhân hai cái nó ra bốn đồng phân, thấy chưa? Cái hỏi chỗ này mấy đồng phân mình nói khỏi ghi luôn, biết chắc chắn là 8 luôn, tại 4 nhân 2 là 8. Nhưng dặn nè em, đừng có bắt chước nói nữa coi chừng sai đó. Ý nói 5C là phải nói nữa, hôm nào đó thầy sẽ nói. Bây giờ mình tập thử coi cái mới nói này nè, nó hiệu quả như thế nào. Chẳng hạn có một cái câu sau đây, cái đề thi này thầy trích từ cái đề 2009, đề cho rất là đơn giản, lấy một cái amin đơn chức X phản ứng hết với HCl là được 15 gram muối, hỏi có mấy đồng phân. Đó là chuyện rất thực tế, em thấy không? Vậy mình làm sao mình giải quyết cái này thật gọn nè. Trước tiên mình có một cái nhận xét, chỗ này 10 gram, chỗ này 15 gram, rất kinh nghiệm luôn. Tại mình được chuẩn bị rồi, em còn nhớ không? Hãy nhìn vô cái đề á, thấy có khối lượng trước, có khối lượng sau là lập tức sử dụng liền, tăng giảm khối lượng, nó nhanh lắm. Thứ hai, khi đi tìm chất á, thì thường mình nhắm vô cái mờ lớn, tự nhiên có sẵn khối lượng, vậy mình nghĩ tới cái chuyện đi tìm mol. Em à, khi mà dùng cái tăng giảm khối lượng là tự nhiên có sẵn số mol. Cứ nhớ hãy dùng tăng giảm khối lượng là tự nhiên có số mol rồi. Vậy ta tổng kết lại cái câu này, có khối lượng rồi nè, có số mol nữa nè, thì tự nhiên có mờ lớn, mà có mờ lớn rồi là nó tới đáp số luôn. Nhưng mà thầy có cảm giác cái chỗ này mà thầy giải liền á, thì em lúng túng, do đó dành ra ít phút thầy nói lại cái tăng giảm khối lượng một chút. Cụ thể cái điều kiện áp dụng của tăng giảm khối lượng như thầy gợi ý em, nhìn vô cái đề có khối lượng trước sau là sử dụng được rồi. Hoặc là cái đề nó tăng lên giảm xuống mấy gram á, là mình nên sử dụng nó. Cái luật á, cứ nhớ về nè, mình so sánh lượng thôi chứ không làm gì hết. Cứ thấy ở cái phía đằng sau á, là phía sản phẩm mà lớn hơn phía chất tác dụng thì mình nói nó tăng lên, hỏi tăng nhiêu nó dễ lắm, lấy hiệu khối lượng là xong á. Ngược lại nó nhỏ hơn nó giảm. Và cái luật ghi công thức chung á, là cứ luôn luôn ghi đằng sau theo đằng trước, nếu tăng mình cộng, nếu giảm mình trừ, hỏi cộng trừ cái gì, nó cái độ biến thiên khối lượng. Vậy thì em nhớ một lần nữa, hễ thấy tăng mình cộng, giảm mình trừ, quy luật rất là hiển nhiên cho nên khó quên. Tại quy luật chung hễ tăng cộng giảm trừ, đâu có quy luật nào khác nữa, do đó dễ nhớ lắm. Thử liền đi em. Vậy cụ thể là cái amin mà gặp HCl á, thì lấy đơn chức cho nó giống cái bài đang giải luôn, thì mình biết nó sẽ sinh cái muối này. Mà sao mình biết là bậc một? Thì ra cũng muốn mở rộng cho em luôn. Cứ nhớ bậc 1, bậc 2, bậc 3 thì cái quy luật đang nói này giống nhau. Vậy thì lấy cái đơn giản là bậc 1 để em nhìn được. Cứ nhớ quy luật lấy đằng sau theo đằng trước rồi cộng hay trừ độ biến thiên lượng. Này đằng sau, này đằng trước. Vậy thì đằng sau là muối, đằng trước là amin. Mà mình thấy mình cộng gộp HCl vô cho nên nó sẽ tăng lên. Hỏi tăng nhiêu, nó tăng đúng bằng cái phân tử HCl nè. Rồi kế bên theo luật ghi là mol phản ứng. Hỏi mol phản ứng bằng gì? Em phải nói luôn luôn nói bằng một chia hệ số cân bằng nhân mol chất trên phản ứng. Hãy nhìn vô chỗ nào nói chỗ đó. Ý muốn nói nó bằng luôn mol amin phản ứng, nó bằng luôn mol HCl phản ứng, và nó bằng luôn mol muối. Không phải mỗi lần giải cái mình ghi nó ra. Ý thầy muốn dặn em nhớ, hãy amin đơn mà gặp HCl thì ta có liền cái quan trọng là mol muối bằng mol amin cộng cho cái độ biến thiên lượng là 36,5 nhân mol phản ứng. Và mol phản ứng mà có thì gì cũng có hết, thế mà. Vậy mình cần cái nào mình nhìn chỗ đó. Có phải cái bài mình sắp giải mình cần mol amin cho nên mình nhìn là thấy mol amin bằng mol phản ứng. Mà mol phản ứng nhìn ở đây nè, hiệu khối lượng chia số quan trọng. Em hình dung rồi chứ ha, được rồi phải không? Giờ mình thử liền nè em. Cái ví dụ đang nói này nè, thì mình có sẵn công thức rồi, cứ ráp số vô thôi. Cái m này có rồi là 10, rồi cái công thức mình biết rồi, hiệu khối lượng chia 36,5, chỗ này dễ cho nên thầy ráp số sẵn cho em luôn. Cái ý nghĩa là mẫu là cái mol phản ứng á, mol phản ứng là mol amin á, hiệu khối lượng chia 36,5, mình bấm máy cái nó ra 73. Mà nếu 73 rồi á thì dễ lắm em à. Lúc đó em cần nhớ cái thang m lớn của amin đơn nào,
cái đầu tiên á, là C5 CH5 là 31, cái mình thêm 14 cái nó 45, cái mình thêm 14 cái nó 59, và 73 nó nằm ngay chỗ này. Vậy thì đếm đồng phân phải không? Nãy em nghe thầy nói cái quy luật đó. Chỗ này nè có một đồng phân, vậy mình nhân đôi cái nó 2, nhân đôi cái nó 4, nhân tiếp cái nó ra 8, cho nên đáp án ngay chỗ đó. Thật là dễ, thấy không nè, cứ quy luật đó mình làm thì những cái lần phát sóng tiếp theo á, cái gì có liên quan tới đồng phân mà thầy có cảm giác là chưa yên tâm á, thầy sẽ giới thiệu nữa cho em. Còn mình tạm dừng cái phần này ở đây. Còn bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho em cái, như đã nói là cái gì đó của sắt. Cụ thể kim loại tác dụng axit loại 2 thì như biết á, là hai axit này thôi. Và hỏi sinh cái gì á, thì mình phải nói là sinh muối nước sản phẩm khử. Và cái quy luật á, là muối này phải hóa trị trên keo luôn. Như vậy khi mà mình áp dụng cho sắt á, thì chắc chắn chỗ này phải sắt 3, rồi sản phẩm khử, rồi nước. Em nghe được chứ ha? Mà em đừng quên, sắt với sắt 3 này nó gặp là nó phản ứng đó. Tại mình có một cái quy tắc alpha. Và ta còn nhớ cái cặp sắt 3 trên sắt 2 nó đứng làm sao, cái cặp này nè, cái mình vẽ cái chữ alpha. Theo quy tắc alpha thì sắt gặp sắt 3 biến thành sắt 2. Cân bằng cũng nhanh lắm. Sắt biến thành sắt 2 thì nó trao đổi 2 e, cho nên chỗ này phải nhân số 2 nè. Sắt 3 biến thành sắt 2 trao đổi 1, vậy chỗ này 1 nè. Vậy mình tổng sắt là 3, cho nên đây 3. Thì đó là cái muốn nói. Thì ra do có cái quá trình sắt nó chuyển sắt 3 xuống thành sắt 2, cho nên nhiều khi sắt tác dụng A loại 2. Hỏi sinh gì mình nói không biết. Không biết nó sinh gì. Có khi nó sinh sắt 3, có khi sinh sắt 2, có khi cả hai nữa. Vậy hỏi làm sao biết, nó cũng có cách dễ lắm. Mình có cái chỗ cái mình nhìn đó, cái mình biết à, và thầy sẽ gợi ý liền cái chỗ đó. Cụ thể là thế này à, sắt tác dụng A loại 2 thì em ráng ghi nhớ, như đã nói nó sinh sắt 3, sinh sản phẩm khử, sinh nước. Rồi sau một mà sắt còn thì nó sẽ có cái quá trình này. Cái sau đó ta mới tổng kết lại. Như vậy sắt mà gặp axit nitric đi, nhiều khi thầy nói chung chung loại 2 cái em không hình dung dễ, thì lấy ví dụ trên axit nitric luôn. Thì hỏi sinh gì, nó sinh muối nitrat sắt 3. Có khi nó sinh nitrat sắt 2, có khi sinh cả hai. Và nhớ luật luôn. Hệ sắt mà dư á, là nó sinh toàn là sắt 2, còn axit mà dư thì sinh toàn là sắt 3. Tại sao vậy? Thầy gợi ý liền. Hỏi khi nào sinh sắt 3 thì mình nói đừng cho cái phản ứng này xảy ra đi. Muốn vậy thì đừng để sắt dư đi. Vì thường lấy axit dư đi. Tóm lại, axit mà dư sinh toàn là sắt 3. Vậy hỏi khi nào sinh sắt 2, mình nói dễ lắm. Cái phản ứng sinh sắt 2 phải có đó. Đồng thời, cái sắt còn ở sau phản đầu tiên đó, nó phải đủ để nó chuyển toàn bộ sắt 3 thành sắt 2. Hỏi làm sao được? Mình nói thì lấy sắt dư đi là được liền. Tóm lại, hãy sắt mà dư sinh toàn là sắt 2. Vậy em hiểu được cái ý thầy muốn nói rồi ha. Khi mà cái phản ứng sinh sắt 2 nó xảy ra em, cái giữa chừng hết sắt thì tự nhiên sẽ có cả hai. Tại cái phản ứng sinh sắt 2 cái nó sinh ra sắt 2 rồi, cái giữa chừng hết sắt rồi thì cái sắt 3 chưa chuyển hết thành sắt 2 thì tự nhiên có cả hai. Thực ra mà nói á, cái chỗ này thầy chỉ muốn cho em hiểu được cái bản chất của nó một chút thôi. Chứ làm toán mà mình đứng từ cái chỗ này nó khổ lắm. Do đó em nghe thầy gợi ý thêm một chút nữa. Cụ thể, đây là cái điều mà nãy thầy muốn nói, thầy nhắc lại sắt dư là phải này luật đấy em. Tương tự axit dư sinh sắt 3, bám sát cái chỗ đó. Còn sắt tác dụng A loại 2 trong định lượng á, thì mình đừng có ghi như trong giáo khoa nữa. Tại nó có hai cái kiểu muối sắt thì ta cứ ghi hai phản độc lập luôn. Mỗi phản ứng sinh kiểu muối. Cụ thể là thế này. Mình ghi sắt tác dụng A loại 2 sinh sắt 3, rồi cái mình ghi sắt tác dụng A loại 2 nữa nhưng mà sinh sắt 2. Tới đây mà em ghi hiro nó sai đó, tại tại mình cộng gộp các phản ứng lại. Cái phản ứng mà sắt sinh sắt 3 xong cái sắt
gặp sắc ba biến thành sắc hai, cộng gộp lại trong trường hợp toàn bộ sắc ba biến hết thành sắc hai á. Đó là lý do có cái phản ứng thứ hai này. Thôi thì thế này đi, tại mình cuối cùng là mình chỉ để đối phó với đề thi thôi mà, thì có những cái chỗ mà thầy muốn các em thật là nắm thật là chắc và kỹ cái chỗ đó thì cứ xem đó là quy luật ráng nhớ. Nghĩa là khi thấy sắc tác dụng A loại 2 á, thì em cứ để tính toán cho nó dễ á, thì em ghi hai cái phản ứng độc lập, cái sinh sắc 3, cái sinh sắc 2. Nó giống ở chỗ vế trái á, là sắc tác dụng axit loại 2, còn cái vế phải là sản phẩm khử với nước. Em hiểu ý thầy nói ha. Cái sau đó cái mình lập cái bảng tóm tắt sản phẩm. Cái bảng này với mục đích thầy nói nữa nhiều điều, cho nên em để ý thầy nghe nói một lần thôi. Sau khi cân bằng xong, ở đây mình ghi tổng quát mình đâu có cân bằng được, thì cứ lấy mol axit chia mol sắt thì nó luôn luôn sẽ có xuất hiện hai con số đặc biệt lắm. Tại một phản ứng sinh sắc 3, phản ứng sinh sắc 2, thì khi cân bằng xong thì cái tỷ lệ mol axit chia mol sắt luôn luôn cho mình hai con số đặc biệt, và ta chỉ cần nhớ hai số đó thôi thì làm toán sẽ rất là dễ. Mà tổng quát cho nên thầy đâu có biết bằng mấy, cho nên ghi là T1, tương tự ghi T2. Vậy ta phải xem coi ngay T1 sinh gì, ngay T2 sinh gì, mà có một điểm mình đâu có ghi được, cho nên thầy vẽ nó rộng rộng ra ngoài. Cũng có một cái quy luật thật là dễ chịu em à, hai con số này nó đâu có bằng nhau, vậy mình biết là T1 là nhỏ, T2 là lớn, sắc 2 là hóa trị nhỏ, sắc 3 là hóa trị lớn, thì cứ nhớ hóa nhớ dễ lắm, cái gì là cái đó luôn mà. Cho nên mình cứ đọc cái câu thần chú nhỏ là nhỏ, lớn là lớn, ý nói ngay cái chỗ T1 sẽ sinh sắc hóa trị thấp là sắc 2, còn cái chỗ T2 là sắc 3, vậy mình đặt vô đây luôn sắc 3. Nhớ rồi, cái phía mà sắc 2 thì sắc nó sẽ dư, cái phía mà sắc 3 thì axit sẽ dư. Cái sau đó mình ghi cái điểm đặc biệt về hai phía, cái mình ghi về hai phía, vậy cũng nhớ dễ lắm. Ngay cái chỗ số nhỏ là sắc thấp là sắc 2, ngay chỗ số lớn là sắc 3, nằm giữa là có cả hai sắc 2, sắc 3. Sử dụng bảng này như thế nào thì thầy sẽ gợi ý thêm bài tập cho em thấy. Rồi công thức tính thì chắc từ từ thầy sẽ giới thiệu nữa, chắc cũng dễ lắm, không có gì khó đâu nha. Cụ thể thầy muốn nói một cái điều nữa, em cần để ý tất cả những cái loại mà hai chất gặp nhau sinh nhiều hướng sản phẩm á, thì khi đưa lên bảng tóm tắt sản phẩm thì em cần nhớ điều này nè. Nó có hai số quan trọng thường có, thì dưới số nhỏ trên số lớn, ý nói hai cái biên á, thì lúc đó cái khoảng đó đó mới có chất còn dư, còn ở trong cái đoạn á, nó sẽ hết. Ý thầy muốn nói trong cái đoạn T1, T2 này nè, sắt với axit nó đều hết thì mình ghi vừa đủ. Để sắp tới mình có cái loại bài tập mà sắt tác dụng vừa đủ với axit loại 2 á, nó vừa khó, nó vừa dễ. Nếu chưa chuẩn bị gì hết thì nó sẽ khó lắm, còn mà chuẩn bị rồi nó dễ lắm em, thì cái đó thầy sẽ gợi ý nữa. Vậy cuối cùng mà sắc tác dụng A loại 2 á, thì những cái gì mà cần để đưa vô bài tập á, thì trên đây thầy đã thể hiện hết rồi. Nhưng mà để cho yên tâm á, thì mình phải có cái bài mẫu mình minh họa nó mới chắc chắn. Cụ thể thầy sẽ gợi ý câu sau đây. Cái câu sau đây á, thì lại cận miếng của H2SO4. Do đó thầy muốn làm trực tiếp trên H2SO4 cho em một chút nữa. Sắc mà tác dụng với H2SO4 sinh SO2 á, thì theo cái quy luật nãy giờ được thấy thì mình ghi liền cái phản ứng sinh sắc 3. Rồi một cái phản ứng nữa là mình ghi liền cái sinh sắc 2. Còn cái chuyện cân bằng á, thì cái đó với em thầy nghĩ là quá đơn giản rồi, sẵn hệ số cân bằng rồi. Có một cái điều này nè, cái bảng thì chắc không có gì phải nói nữa rồi, nó có sẵn hết, mình chỉ ráp nó lại thôi. Nó có hai số 2, 3, ở đâu mà có, em nhìn là thấy không, 6 mà chia 2 ra 3, 2 mà chia 1 nó ra 2. Cứ nhớ tỷ lệ mol là tỷ lệ hệ số cân bằng. Thì ra em à,
Cái chỗ này nên nhớ thế này nè em. Sắt tác dụng với H2S4 mà sinh SO2 á, thì em ráng nhớ cái tỷ lệ H2S4 chia sắt có số đặc biệt là 2 với 3. Em nhớ luôn, cố gắng nhớ. Tại mình phải nhớ khoảng 5 cặp số như thế đó. 5 cặp đó là thế này, chẳng hạn chỗ CO2 với dung dịch 3 là có số 1 với số 2 nha. Thì cái chương mà nhôm sắp tới thầy cũng sẽ cố gắng giới thiệu cho em là sẽ có số 3, số 4 mà mình đếm hết nó khoảng 5 cặp à. Vậy em ráng nhớ sắt tác dụng với H24 sinh SO2 có số 2 với số 3. Biết rồi nữa phải không em? Cái chỗ mà số nhỏ sinh sắt hóa trị nhỏ, còn cái chỗ số lớn sinh sắt hóa trị lớn, cho nên mình ghi được liền. Chỗ này sinh sắt 2, chỗ này sinh sắt 3 thì tự nhiên này sắt dư, phía này là axit dư. Ở đây có sắt 2, ở đây có sắt 2, tương tự sắt 3 nằm ở hai cái chỗ này. Vậy vậy mình có nguyên cái bảng này đó. Vậy thì đem vô cái câu sau đây nó dễ lắm. Trước khi mà sử dụng cái chỗ mà thầy sắp nói thì thầy muốn nhắc một cái điều nhỏ nữa. Nhiều khi có nhiều cái hiển nhiên lắm mà mình không có chuẩn bị trước á, cái vô giải đề á, cái mình quên mất cái chỗ đó em. Thì thay vì mình thấy cái mình thấy liền đáp số, vậy mình phải đi một cái con đường khác rất là xa. Cho nên thầy muốn nhắc một điều nhỏ nữa, không phải chỉ đúng cho cái chỗ này mà nó cho tổng quát luôn. Ý nói kim loại mà tác dụng với H2SO4 mà sinh SO2 thì nó vậy hết đây. Cụ thể là cái nhớ này nè, mol H24 phản ứng bằng 2 mol SO2. Hỏi sao biết em nhìn nè, này số 6 này, này số 3 nữa chưa, 6 gấp 2 lần 3, này 2 này 1 thì thấy chưa, 2 gấp 2 lần 1. Vậy em làm trên tổng quát là kim loại mờ hóa trị N, rồi em cân bằng em cũng thấy điều đó luôn nữa. Tóm lại cứ nhớ kim loại gặp H24 sinh SO2 thì ta nên có sẵn mol H2SO4 phản ứng bằng 2 mol SO2. Cho nên thầy gợi ý cho em cái bài tập này, cho mấy kim loại luôn tác dụng với H24 nồng độ thế này được nhiêu đó SO2, hỏi thể tích H2SO4 cần đúng kiểu rồi thấy chưa em. Hỏi làm gì mình nói dễ lắm, còn đây là mấy phương án trả lời thôi. Nhờ có gợi ý này cho nên ta bấm máy như sau. Còn cái chuyện tóm tắt thì đến thời điểm này thì em rất rõ rồi, thầy khỏi giải thích. Mình đặt luôn cái thể tích là chữ V vô lít, V lít rồi mình tính. Nhờ cái đóng khung này nè thì mình triển khai liền. V nhân cho cái nồng độ là 2,5 và nó phải bằng 2 lần mol SO2. SO2 có sẵn là thế này. Vậy mình đem xuống bấm máy thôi. Còn đáp án đâu thì nhìn lại các phương án trả lời nè. Bấm máy thì mình thấy ngay chỗ đó. Mình tốn vài giây thôi. Thì gợi ý cho em thêm một cái câu nữa. Cái câu này mặc dù là thi nhưng nó rất cơ bản. Duy hơn nữa thầy biết cái chỗ này em bị lúng túng về cách tính lắm. Vậy trong lần gặp cuối cùng của vấn đề này, chắc mình không có dịp gặp cái chỗ này nữa, thì thầy muốn nhắc mấy cái điều sau đây. Đây là mấy cái phương án trả lời khó mà biết nó là chỗ nào. Đừng có lo lắng, chút nữa thấy thì xóa luôn đi. Tóm gọn đề lại là thế này thôi. Tại tại có sẵn sắt, có sẵn axit, có sẵn mol luôn thì ghi gọn lại luôn. Để em rõ được cái chỗ này ha. Hỏi làm gì nói kinh nghiệm lắm. Hãy có cái lượng nằm trên cái bảng tóm tắt sản phẩm là mang cái bảng đó ra. Vậy thì cái tỷ lệ này mình bấm máy đi, thì dời xuống thấp để em bấm máy luôn trên này. Em lấy máy ra em lấy 03 em chia 012 thì lúc đó mình sẽ tính được cái giá trị quan trọng. Để thầy đi luôn tới đáp số, cho nên thầy dừng lại gợi ý cho em một cái điều nhỏ nữa. Đừng nên ghi trên phân tử mà tính, nó lộn xộn lắm. Thì thôi mình thống nhất cách giải luôn. Em cứ nhớ thế này, sắt tác dụng A loại 2 khi mà tính toán lượng á, thì mình đừng có ghi là sunfat hay nitrat nữa, mà mình ghi là Fe2 cộng, Fe3 cộng gì đó luôn. Do đó em phải có cái cách nhìn trên y ong, cụ thể là khi cần cái mình tính cái mol y ong thật chính xác luôn.
cũng dễ lắm, cứ nhớ tính cái mol gì đó nằm trong cái chất gì đó thì dễ lắm, mình ghi mol nguyên cái chất đó ra, tính cái gì mình đếm số lần cái cần tính mình nhân nó vô, cụ thể là vậy. Bây giờ trong ASBE thầy ghi rất tổng quát, bây giờ muốn tính mol A thì trước tiên thầy ghi cái mol của nguyên cái chất chứa A ra. Mình tính A mà, cho nên mình nhìn cái chỗ A coi có mấy nguyên tử mình nhân nó vô. Vậy là xong hết chứ. Vậy mình thực hành liền nè. Bây giờ cái mol Fe2 cộng thì tự nhiên phải nhìn từ mol FeSO4. Và nhìn từ sắt thì có một sắt nhân 1, nhân 1 khỏi nhân cũng được. Tương tự mol Fe3 cộng thì phải nhìn từ cái sun phát sắt 3. Cho nên lấy mol sun phát sắt 3 ra hỏi nhân mấy nó này hai sắt này thấy không? Nhân 2. Thì ra thầy muốn chuẩn bị cái cách tính để khi cần cái mình có liền ha. Giờ thầy xóa hết nha. À, cuối cùng là thế này. Cái mol axit chia mol sắt ra 2,5, nhìn lại cái bảng 2,5 nó nằm ngay cái chỗ đặc biệt quá thấy không em? Nằm ngay cái chỗ này nè. À thì ra lại thêm một cái điều muốn nói nữa, em ráng nghe thầy nói nè em. À, cái này chỉ là luật giá trị trung bình thôi chứ không có gì khó chịu hết á. Em nghe thầy nói nè, khi mà gặp cái loại mà hai chất gặp nhau nó sinh nhiều hướng sản phẩm á, cái mình có cái số liệu nằm trên bảng á, vậy lúc đó em chỉ cần bấm máy cái tỷ lệ thôi, cái em xem coi nó rơi vào chỗ nào thì mình nhìn cái tương ứng mình trả lời. Chẳng hạn như 2,5 là nó lọt vô 2,3 thì mình phải nói liền đáp án bài này phải có hai múi sắt 2 sắt 3, cho nên mình nhìn vô mình biết cái chỗ B này là sai đó, em thấy không? Chưa hết nè. À, cái số 2,5 là nằm ngay chính giữa của 2,3, và cứ nhớ hễ nó nằm gần chỗ nào chỗ đó nhiều, và hễ nằm ngay chính giữa thì bằng. Vậy thì cái câu này nhờ nó quá đặc biệt, nó nằm ngay vị trí là 2,5, cho nên ta nói bắt buộc tính đúng là cái mol Fe2 cộng phải đúng bằng mol Fe3 cộng luôn. Mà như vậy thì mình biết luôn đáp số mol Fe2 cộng bằng mol Fe3 cộng. Hồi nãy em nghe thầy gợi ý cách tính mol Fe2 cộng rồi đó. Tính mol Fe3 cộng rồi đó, em nhớ mà phải không? Mol Fe2 cộng chính là mol FeSO4. Mol Fe3 cộng là bằng 2 lần mol Fe2SO43. Hai cái ion mol bằng nhau thì hai phân tử mới nói nó bằng nhau, tức cụ thể là mol FeSO4 bằng 2 lần mol Fe2SO43. Chỗ nào mà vậy đó, thì chỗ đó sẽ đúng, em hiểu không? Chắc hiểu mà phải không em? Vậy đâu mình nhìn lại một lần nữa đi, cái này sai rồi nè, cái này cũng sai luôn, tại tiêu chuẩn đúng là mol FeSO4 phải bằng 2 mol Fe2SO43, và nhìn thấy rồi nè, chỗ này gấp đôi chỗ này nữa, chỗ này đâu có gấp đôi đâu, cho nên đáp án là ngay cái chỗ này nè. Mình thử thêm câu nữa đi. À, cái câu này cũng hoàn toàn tương tự luôn, là ba cái phương án trả lời, bốn phương án trả lời cũng giống giống như cái câu mới giải, đặc điểm đề cũng giống giống vậy luôn. À, mình có cái quy luật giải hồi nãy rồi, lập tỷ lệ cái thấy đáp số, và nó đặc biệt, nó dễ chịu ở chỗ là nó ngay chính giữa. Còn cái câu này thì sao, em hãy nhìn. À, cũng có cái điều chuẩn bị rồi, cứ mol Fe2 cộng là mol Fe4, mol Fe3 cộng là 2 lần mol Fe2SO43. Vậy thì cái chỗ này em thấy không, tại sao thầy làm điều này? Mình nhẩm nhanh 08 mà chia 03 167. Ý muốn nói các em hỏi thầy đó, hồi nãy ngay chính giữa cái nó hai cái bằng rủi nó không ngay chính giữa rồi làm sao nói? Thì ra không có khó, nó gần bên nào thì bên đó nhiều, mà cái câu mình đang giải ghi mấy phương án trả lời không chọn được luôn, tại 08 chia 03 là bấm máy nó ra 2,67, 2,67 thì nó gần số 3, do đó mol muối sắt 3 nó lớn mol muối sắt 2. Nhìn lại bốn cái phương án trả lời chỗ nào cũng giống vậy hết rồi, đâu có giải được. Do đó thì chuẩn bị cho em thêm một bước nữa là cách tính. Vậy thì thôi về đi, không có tính được trực tiếp, vậy thì mình chuẩn bị cái cuối cùng này, cứ vô em đặt đại mol sắt 2 là ít, mol sắt 3 đặt là y luôn,
Thế mình luôn luôn có một cái hệ sau đây ghi sẵn mol sắt với mol H24, tại mình có ba cái đại lượng trên đề thôi. Thứ nhất là sắt, thứ hai là H2SO4, thứ cuối là cái muối sắt 2 sắt 3. Thì luật ra đề cho hai để thấy còn lại thôi, cho nên mình chuẩn bị sẵn một cái hệ, cái mình ráp số vô mình giải. Cái sau khi mình hiểu được cái chỗ này nè, cái khi cần thì gợi ý một cái công thức mà mình bấm máy trực tiếp luôn, chút kịp giờ thầy sẽ nói cho ha em. À, như vậy do sắt nó được bảo toàn á, cho nên mình có liền cái mol sắt, hoặc là em có thể nhìn kiểu này cũng được nữa. À, cứ muốn tính cái mol sắt này nè thì em nhìn cái chỗ sắt á, mà hãy thấy nhìn y ong á, nhìn điện liền, cứ lấy mol nhân số điện, lấy mol nhân số điện tức là x nhân 2 y nhân 3, thì mình có liền cái mol sắt phản ứng. Còn cái chỗ mol sắt thì mình dùng bảo toàn nguyên tử em, sắt nó biến thành muối sắt thì mol bằng mol. Còn cái chỗ mà H24 á, mình nhìn dùng cái số điện á, lấy x nhân 2 rồi cộng y nhân 3, thì cái lúc đó có số chỗ nào mình ráp vô cái chỗ đó cũng thật là dễ nhớ. Còn thầy giải thích nhanh cái chỗ tại sao H24 nó bằng vậy á, là vậy nè. Sắt nó sinh sắt hóa trị 2 với sắt hóa trị 3. Còn H24 mình đang thấy là nó sinh SO2. Bảo toàn điện tích á, thì mình có mol E cho bằng mol E nhận. Mà hãy gặp SO2 thì cái mol E nhận của H2SO4 á, thì được tính bằng cách lấy mol SO2 nhân 2. Em nghe được chứ ha? Còn mà mol E cho của kim loại á, thì mình lấy mol kim loại phản ứng mình nhân hóa trị. Ở trong trường hợp mà sắt vừa sinh sắt 2 vừa sinh sắt 3 thì E cho á, mình lấy mol sắt mình nhân hóa trị, tức là lấy mol sắt nhân cho hóa trị 2, lấy mol sắt phản ứng nhân cho hóa trị 3. Sắt mà nó biến thành sắt 2 hay nó biến sắt 3 là tỷ lệ 1:1 hết. Cho nên mình có mol sắt nó bằng tổng mol hai y ong sắt 2 sắt 3. Vậy thì thầy đang chứng minh nhanh cho em cái tại sao mol H24 bằng nhiêu đó đó. Vậy ta lấy mol sắt sinh sắt 2 là x nhân cho hóa trị là 2. Ta lấy mol sắt sinh sắt 3 là y nhân cho hóa trị là 3. Tổng lại là thành 2x cộng 3y là E cho. Còn E nhận á, là hai lần mol SO2. Em à, ta biết hai lần mol SO2 là mol H2SO4. Tóm lại, vậy mol H2SO4 tự nhiên bằng 2x cộng 3y, thấy chưa? Do đó thôi, đừng có chứng minh vậy đó. Em cứ sử dụng cái hệ phương trình thầy mới nói á, gần như tác giả sắp sẵn. Hễ mình lấy cái hệ ra mình giải mà có hai chữ x y là hai mối, còn hễ có một trong hai thì thường sẽ là một mối, còn không có là biết giải sai. Nhưng mà yên tâm, em giải nó ra hai mối à, nằm trên đề thi thường là vậy á. Vậy mình gắn số vô mình giải, mình thực hành liền đi em. Vậy ở đây mình có sẵn rồi, mol sắt là 0,3, mol axit là 0,8, thấy chưa nào? Vậy hỏi x y này bằng mấy? Nó dễ lắm, mình nhân hai cái mình trừ, tại tại ở đây 2x 3y, đây x y, vậy mình nhân hai ở trên á, vậy lấy 0,8 trừ 2,0,3 cái nó ra 0,2. Khi mà có y tự có x luôn, 0,1. Thì lúc đó cái mol Fe2 cộng là 0,1, tức cái chỗ nào mà ghi FeSO4 á, là 0,1 mol chỗ đó đúng. Chưa hết, phải còn cái nữa là mol Fe2 cộng nó bằng 0,2, mà mol Fe2 cộng thì bằng hai lần mol Fe2SO4 ba lần. Vậy mình muốn tính mol phân tử thì mình đem chia hai. Tóm lại cái câu này đáp án đúng là cái chỗ mà mol Fe2SO4 và mol Fe2SO4 ba nó bằng nhau và bằng 0,1. À, như vậy thì cũng không có gì khó khăn, phải không nào? Em mà nhưng mà thế này mà dừng á, thì thầy thấy cũng tiếc lắm. Ở chỗ này mình có một cái quy luật tính thật là hay. Khi mà mình bấm máy cái mol axit chia cho cái mol sắt, trong trường hợp sinh SO2 nó lọt vô cái khoảng giữa là 2 với 3, thì ta kết luận có hai cái muối sắt 2 sắt 3. Theo luật ghi á, thì ta tính được cái mol sắt 3 sắt 2 bằng công thức riêng, rất là dễ nhớ, cứ lấy lớn trừ nhỏ là xong.
Nhưng mà cái chấm đầu tiên khi mình tính cái mol sắc 3 trước á, thì phải nói chính xác là lấy lớn trừ cho hai nhỏ. Tại có hai số 2, 3 thì mình luôn luôn gắn cái số trước lên cái chỗ dấu trừ á. Vậy tóm lại ta có cái cách tính riêng. Mỗi khi mà nó lọt vô giữa thì ta tính cái mol sắc 3 trước, cái mol sắc 2 sau. Lớn nhỏ đây là mol axit với mol sắt á. Vậy tóm lại mol sắt 3 ta lấy mol H2S4, ta trừ 2 mol sắt là ra mol sắt 3. Cái sau đó ta lấy cái mol H2, lấy mol sắt á, trừ mol sắt 3 cái nó ra mol sắt 2. Chắc em hiểu cái cách làm đó rồi. Cứ lấy lớn trừ 2 nhỏ rồi lấy lớn trừ nhỏ, tự nó ra đáp số. Thì cái phần này thầy nghĩ chắc thầy phải ghi, và thầy kết hợp ghi chung với cái chỗ sắt ta áp dụng với bạc luôn cho em. Lúc đó cái công thức mới nói nó sẽ hiểu liền. Còn bây giờ thầy gợi ý cho em thêm cái điều này. Như vậy tóm lại cái bài này là hai cái chỗ đúng là cái chỗ này nữa. Như vậy mình nhìn lại thì nó chính là cái chỗ đó đó. Sắt tác dụng H2O3 cũng tương tự lắm, cho nên thầy chuẩn bị luôn cho em. Khi mà thấy sắt tác dụng H2O3 thì hoàn toàn giống như của H24, tại nó nằm chung quy luật mà. Thì lúc đó em ghi cho thầy tương tự. Để hiểu bản chất thì mình chịu khó ghi từ từ. Sắt mà gặp axit loại 2 là phải sinh sắt 3. Sắt mà nó gặp sắt 3 thì nó chuyển thành sắt 2. Trong trường hợp cần là mình cộng nó lại thì nó toàn là sắt 2, khi mà sắt biến hết thành sắt 3, biến hết thành sắt 2 á. Như vậy tóm lại sắt mà gặp H2O3 như mình biết nó hoặc sinh sắt 3, hoặc sắt 2, hoặc cả hai. Thì mục đích thầy nói cái chỗ này á để thầy đem qua cái trường hợp riêng này nè. Sắt mà nó sinh NO2. Như vậy thì coi như hôm nay á, thầy đã chuẩn bị cho em mấy cái trường hợp đặc biệt là sắt gặp H24 sinh SO2, sắt gặp H2O3 sinh NO2. Vậy em chuẩn bị thêm là sắt gặp H2O3 sinh NO, rồi sắt gặp H2SO4 sinh H2S nữa. Tại vì H2S nó khó sinh ra lắm, nhưng có một vài bài tập mình sử dụng chỗ đó em cũng chuẩn bị luôn, và theo thầy thì tới đó được rồi. Còn khi mà sinh NO2 thì cái chuyện cân bằng thầy nghĩ để em rất là dễ. Chỗ này khỏi mình khỏi phải giải thích. Tương tự khi mà nó sinh sắt 2 á, thì mình cũng cân bằng được rất là dễ luôn. Và cuối cùng là cái bảng tóm tắt sản phẩm. Thì mình thấy cũng có hai con số quan trọng lắm. Có phải mình lấy 6 mình chia 1 nó ra 6, 4 mình chia 1 nó ra 4 không? Cho nên trên đây có hai số quan trọng 4 với 6. Và giống như sắt tác dụng H24 thì mình có hai số quan trọng là 2 với 3. Khi sinh SO2 á, còn sinh NO2 hai số 4 với 6. Thì toàn bộ quy luật mà nói cái phía trước nó giống y như phía còn lại này, cho nên mình khỏi giải thích nữa. Cái khoảng đó mình lắp cho đầy luôn để sử dụng khi cần á, thì em phải làm sao cho nó xuất hiện trước mắt á, chứ đừng có ghi ghi nữa. Thì ra cuối cùng đây là cái sắt sinh NO2. Thì ráng nhớ có số 4 với 6. Hình như số này cũng dễ nhớ quá. H24 sinh SO2 là 23. Cứ mình nhân đôi cái nó ra cái chỗ này vậy. Vậy thì thầy muốn giới thiệu cái bài tập này. Cái bài tập này giống như mình để nghỉ giải lao ít phút vậy, để mình vận dụng mấy cái quy luật nãy giờ mới nói. Em thấy không, sắt với đồng gặp H2O3, cái đề bài nó phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cái còn lại kim loại dư mà không nói kim loại nào luôn. Cái hỏi chất tan đó là gì, thì đây là mấy cái phương án trả lời. Cái câu này mặc dù là thi rồi nhưng nó không có khó. Mình tập tổng kết lại nè. Khi mình thấy có nhiều chất oxy hóa hay nhiều chất khử cùng tác dụng thì nhớ lấy luật ra, mạnh làm trước, yếu làm sau. Ý nói sắt tác dụng trước, đồng tác dụng sau. Hỏi khi nào đồng tác dụng, nói hết sắt đồng mới tác dụng. À, như vậy thì ở cái bài này á, ta thấy sắt với đồng đều tác dụng H2O3 mà hiệu suất 100 mà, thì mình nhìn mình biết hai cái sai liền. Tại tại đâu sinh được trường hợp đó. Đồng có được muối đồng khi nó tác dụng nó mới có, mà sắt chưa tác dụng sao đồng tác dụng, nên sai luôn.
Các phương án trả lời là đề luôn. Đến đây chỉ còn là A hay B thôi, mà đâu có muối đồng, chứng tỏ đồng còn y nguyên. Mà như vậy thì ta còn biết sắt tác dụng axit loại 2 sinh sắt 3, cho nên nhiều em chọn vô cái chỗ sắt 3, mừng lắm tưởng đúng nhưng nó sai. Cho nên thầy mới ghép cái câu này ngay cái chỗ này liền. Lý do sai là tại vậy nè. Có cái quy tắc alpha đồng kéo 3 xuống 2, vậy nếu chọn sắt 3 thì lúc đó đồng tác dụng sắt 3 sinh sắt 2, sinh muối đồng 2. Phương án trả lời đâu có muối đồng đâu, sai. Tóm lại câu này đáp án phải là B. Cẩn thận ha. Vậy thầy giải câu này để muốn nhắc em đừng nghĩ là nó luôn luôn sinh sắt 3. Còn lại cái phần tính toán của sắt với axit hôm nay mình chưa làm hết được. Thì cái lần tiếp theo hay là những cái lần ôn sau thầy sẽ giới thiệu. Còn bây giờ mình tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em.